Toàn xin chào anh chị em đến với kênh nhà đất Vĩnh Long Thanh Toàn nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long hôm nay toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình một miếng đất thuộc xã Long Mỹ huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long cái khu vực xã Long Mỹ này thì bà con Khmer ở là chiếm khoảng 90 phần trăm lẫn anh chị em mình khoảng chừng 10 phần trăm là việc là người Việt thôi đa số là bà con Khmer ở là theo toàn thấy là rất là đông cái con lậu nhựa này thì nhà nước làm khoảng chừng mới chừng khoảng 2 năm chứ gì và đồng thời đất mình là mặt tiền lậu nhựa này luôn ở đây anh chị em mình có thể là yên tâm vấn đề điện và nước máy nha đèn đường nó cũng có luôn anh chị em mình cái mặt tiền của đất mình ngày hôm nay nó rất là rộng luôn nha nói chung là mặt tiền chà bá luôn mặt tiền của đất mình ngày hôm nay nó được tới 32 mươi hai mét và nhìn theo con tay toàn anh chị mình nó, nó xuôi theo con lỗ luôn nó qua khỏi cái thùng rác xanh xanh luôn anh chị em mình qua đó khoảng chừng hai ba mét để toàn đi qua đó hết cái mặt tiền đất cho anh chị em mình xem luôn và kênh nhà đất vĩnh long thanh toàn á một giờ chiều là toàn sẽ đưa đất đưa nhà lên để mà giới thiệu đến anh chị em mình anh chị em mình xem nhớ chịu khó đăng ký kênh ủng hộ toàn nha và kênh của toàn á đa số là bán đất là toàn bộ là nhận trực tiếp với chủ đất không hề nhận qua trung gian anh chị em mình và cái ngang tay toàn nè xuôi thẳng vô cây cao anh chị em mình là cạnh chiều sâu vô của đất mình bên đây á, lại nó được là 29m mét, 23m mét nha bên đằng kia thì mới được là 29m để toàn đi lần đó toàn chỉ cho anh chị em mình xem hết luôn và tổng hết diện tích của miếng đất ngày hôm nay á, là nó được là 833m và trong đó nó có được là 300m là đất thổ cư rồi luôn nghe anh chị em mình và chủ á kêu bán hết cái miếng đất này á, với cái giá là 1 tỷ 600 triệu nha giá này được thương lượng nghe anh chị em và cái vị trí của miếng đất này nè anh chị em mình á, nó có rất là gần cái chợ Long Mỹ luôn cái đây lại chợ Long Mỹ á, thì nó khoảng chừng 2 phút chạy xe thôi 500m là nó đụng chợ Long Mỹ ra lại ngay chợ Long Mỹ thì nó sẽ có chợ có trường học rồi có quỹ ban đầu nó cũng đang nằm gần gần khu vực đó luôn anh chị em mình và cũng từ cầu Cần Thơ anh chị em mình qua tới cái chợ Long Mỹ thì có thể lên map coi thử thì trong vòng có một tiếng hồ là tới thôi khoảng cách nó là 40 cây số cầu Mỹ Thận vô đây thì cũng chỉ mất có một giờ thôi khoảng cách nó cũng chỉ là 40 phút chạy xe bến xe miền Tây về đây thì mất 3 giờ 30 phút chạy xe nha khoảng cách của nó là 153 km anh chị em mình đi mua đất thấy dây điện mà kéo chằng chịch chằng chịch cây bà nó không cần phải quan tâm anh chị em mình cứ nhìn thẳng vô cây cột điện mà nó có xuống đồng hồ đó chứng tỏ đó là có điện còn mà họ kéo dây cái bả nói nói mình đừng quan tâm tại vì xã hội giờ nó phiền phức lắm. và cũng nhìn theo ngón ngón tay toàn cho em tới qua khỏi cái đủ này chút xíu là tới đó mới hết đất mình nha và cái miếng đất của mình ngày hôm nay á, là cái cái con đường này nè anh chị em mình là cái đường nó lâu đời rồi để cho bà con người ta đi nha chứ mình không rào được mai mốt theo toàn nha nên anh chị em mua cái con đường này nè giờ sát qua bên cây chuối cao đủ nè đặng nó lòi ra được khoảng đất trống này nữa nha chứ để nằm lững lửng vậy tự nhiên hơi bị phí đất nghe anh chị em mình đất của mình á mình dời đường qua bên hông đó rất là dễ luôn miễn sao đừng có rào chùa của người ta là được và trên đất của mình á anh chị em thấy cái nhà trắng trắng nhà bốn à hai anh chị em mình mua ở nhà đó cũng cũ anh chị em mình cảm thấy mua đập sang lắp mặt bằng 833 m này đó. anh chị em mình sang lắp đi ra nó rất là rộng luôn và cũng nhìn theo hướng camera này Anh chị em mình có thể ra ngoài chợ Long Mỹ 500m Đụng chợ Long Mỹ luôn Miếng đất này là nói vậy Anh chị em mình cảm thấy được thì muốn hỗ toàn giới